Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu. Nhà này mới 100%, thì chủ đang cất, đang hoàn thiện, chủ đang có nhu cầu bán. Thì pháp lý là diện tích bề ngang là 4, chiều dài 15 60 mét vuông, pháp lý là sổ hồng thổ cư. Sử dụng một trệt một lầu là 115 mét vuông. Nhà đang hoàn công, thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế căn nhà khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán. Thì nhà này còn vài bữa nữa là hoàn thiện hết ha, thì đang làm cái mặt dựng chút xíu nữa, rồi ở trong thì gắn mấy cái giường hộp đồ ở phía trong ha. Thì có phòng ngủ ở tầng trệt. Nhà này sẽ tặng full nội thất cho quý cô chú anh chị em mình ha, trên trần thì treo quạt chùm. Thì nhà này đang ở khu vực phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hẻm 50 đường Trần Hoàng Na, một căn nhà một trệt một lầu, rất là sang trọng, mới eo, có giếng trời ở phía sau. Thì ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một không gian phòng khách, gian bếp ở phía sau. Thì tặng full nội thất cho quý cô chú anh chị em mình luôn. Thì đang trong giai đoạn hoàn thiện ha. Trong phòng thì giường hộp, tủ đựng quần áo đầy đủ hết trơn, gắn máy lạnh đồ luôn. Thì giá sở hữu căn nhà này là 2 tỷ 690 triệu sở hữu ngay, bao sang tên giấy tờ nha. Nhà này chủ bán sẽ bao sang tên giấy tờ cho quý cô chú anh chị em mình. Quay về hướng là Đông Nam. Lộ giới trước nhà thì lộ giới 3 m, xe tải nhỏ thì vô tới vị trí nhà được nha. Thì các nhà này là xe tải nhỏ chuyển vật tư vô tới cửa nhà. Thì đây là phía trên trần cho quý chú anh chị em xem luôn, và phía sau này có cửa sau đồ luôn ha. Còn cái phía sau này làm cái sân sau đó. Đây là cái sân sau của căn nhà, lấy gió lấy sáng đồ đầy đủ luôn. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế căn nhà khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Giá 2 tỷ 6 90 sở hữu ngay, bao giấy tờ, kệ bếp thì âm tường 2 tầng đó, đầy đủ công năng. Thì cách cầu Trần Quang Na thì tầm khoảng chừng chưa chưa tới 300 m, 200 m, khoảng 200 mấy chục mét là tới đường cầu Hoàng Na, Trần Hoàng Na. Thì đây là cầu thang lên thì cũng rất là rộng rãi thoải mái luôn ha. Thì mời quý cô chú anh chị mình lên lầu tham quan trên lầu. Thì bán kính trong vòng 500 mét thì đại diện đủ tiện ích hết, nhưng mà đi tới Đại học Y Dược thì tầm khoảng gần 2 km. Đại học FPT thì khoảng 2,5 km là tới Đại học FPT. Còn Đại học Cần Thơ thì nó cũng khoảng độ đó. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế căn nhà mới hoàn thiện, giường hộp, tủ đựng quần áo đồ đầy đủ hết cho quý cô chú anh chị em này. Đang gáp gần hoàn thiện ha. Trên trần thì xong chân, chỉ còn làm giường hộp với tủ đựng quần áo là nữa là bàn giao nhà. Nhà này pháp lý là sổ hồng thổ cư, hoàn công, thì thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gần cầu Trần Hoàng Na, đường 30 tháng 4, quận Ninh Kiều. Thì căn nhà diện tích bề ngang 4 x 15 60 mét vuông, sử dụng một trệt một lầu là 115 mét, pháp lý là sổ hồng thổ cư, nhà đang hoàn công luôn, bao sang tên giấy tờ cho quý cô chú anh chị em nào sở hữu ha. Quay về hướng Đông Nam, bán kính trong vòng 500 mét thì đầy đủ tiện ích hết. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế. Giá dao động sở hữu thì chỉ có 2 tỷ 690 triệu sở hữu ngay, một căn nhà mới một trệt một lầu, rất là chắc chắn kiên cố luôn. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại 03
96400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi ha. Khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán 0396400040 đó, là sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Giá dao động chỉ 2 tỷ 690 sở hữu ngay. Xin cảm ơn rất nhiều.